thưa quý khán giả, toa thuốc do bác sĩ kê chỉ có giá trị một lần tại thời điểm đó và còn tùy vào thể trạng, giai đoạn bệnh của mỗi người. Nhưng thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhiều người mắc COVID-19 điều trị tại nhà lại chia sẻ nhau toa thuốc dùng chung. Suy nghĩ sai lầm cần tránh này có trong chuyển động Đông Tây trưa nay của truyền hình Hậu Giang cùng với nhiều thông tin đáng quan tâm.